Thì xin chào tất cả các bạn nha à, Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đề chuyên Anh tỉnh Sóc Trăng nè Ở Năm 2021-2022 à, Thầy hứa với một bạn nào đó trong nhóm là sẽ hoàn thành cái đề thi này à, Trong tháng 5 Rồi bữa nay thầy làm một video à, Bữa sau, có thể là bữa mốt bữa kia đó, Nhưng mà sẽ xong cho bạn gọn gàng Để bạn tự tin đi thi nha Rồi, để bạn tự tin đi thi thì uh, cái đề này thì bạn vào cover của thầy uh, bạn tải nha tóm lại nè tài liệu trên bay của thầy nhiều lắm bạn uh, tải cái tuyển tập đề thi số 5 nè đó có cái đề thi bến tre trong đó nha và bạn có thể tham khảo thêm nè tài liệu nè đó 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 tóm lại rằng từ thi học sinh giỏi lớp 6 tới thi học sinh giỏi quốc gia chọn đội tuyển quốc gia và rất nhiều tỉnh thành nha chuyên anh hồ chí minh hà nội đi uh, nhiều lắm Lên đây tải các bạn nha để tải thì vào bay của thầy thầy hướng dẫn rồi đó à, cứ click vào thầy uh, Google học với tôi channel sau đó click vào học với tôi channel sau đó click vào cái cover học với tôi channel ở à, bên đây có bao nhiêu cái comment show ra hết và kiếm cái bạn cần các bạn nha đó các nhiều bạn cứ hỏi thầy Tải làm sao tại làm sao ở à, đó là lý do tại sao thầy luôn là uh, hướng dẫn các bạn nha Rồi thầy nghe hoài ngọc nha ừ thầy mới đọc zalo đó hoài ngọc ơi Ờ, các bạn ghi cho em kìa. Bạn trên ghi cho em kìa. Bạn Kim Cương có comment bên trên ghi cho em kìa. Đó. Ở đó em nha. Rồi. À, vô đi tí thầy trả lời sau. Nhà Hoài Ngọc nha. Đó. À, các bạn à, Kim Cương mới ghi trên đó đấy em. Rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái đề thi này nha. tại các bạn. Ở đề thi tỉnh Sóc Trăng thì nhẹ nhàng các bạn. Ở có 50 câu hỏi thôi. Thầy sẽ làm hai video. Và video này sẽ xong 25 câu các bạn nha rồi à, đó à, bạn kim cương mới ghi cái số zalo bên trên đó nha à, nha đó em 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 add cái số zalo cho thầy rồi à, số zalo nhiều khi của thầy thầy không nhớ đó các bạn đây các bạn bởi vì lâu lắm rồi không xài điện thoại luôn Rồi à, câu số 1 các bạn nè à, xin chúc mừng bạn nào thấy chữ m rồi à, theo nguyên tắc chữ này đọc là z các bạn nha xong À, câu tiếp theo bạn bạn nào thấy chữ l nè đó đây chính là đọc là z theo nguyên tắc các bạn à, câu c nè chữ là chữ t nè theo nguyên tắc chữ này đọc là chữ s còn câu cuối cùng các bạn chữ này là âm n thì chỗ này bạn đọc cho thầy là z vì thì bạn chọn thầy câu c nha đó thầy xin chúc mừng rất nhiều bạn luôn à, bạn ngọc bạn bùi văn quân bạn Trung bo bạn anh khôi và rất nhiều bạn nha bạn vũ hoàng và rất nhiều bạn luôn à, các bạn lưu ý thầy nè cái việc mà phát âm S và ES và ED đó bạn phải nắm trong vòng nắm trong lòng bàn tay các bạn bởi vì thi ra cái này khá là nhiều nếu người ta cho các bạn 10 câu thông thường là một câu ES một câu ED đó thầy ví dụ đây là câu ED nè bạn thấy không rồi à, cứ nhớ nguyên tắc nha à thầy sorry Kim Cương nha tí nữa thầy sẽ check Zalo liền nha Kim Cương nha nếu mà có thầy sẽ trả lời em trong vòng một nút nhạc luôn kim cương nha. Thì chữ này chữ CH nè. Đó, thì các bạn đọc cho thầy là âm T nha. Rồi, này ED thôi các bạn, không gì hết. Thì đây chính là chữ cờ nè, chữ cờ các bạn, hoặc là chữ E. Thì bạn thấy người ta đọc là S. S thì bạn thêm ED, ở bạn đọc là tờ nha. Rồi, đó, đây chính là cái một cái rất rất là À, uh, thuộc nha. Còn chữ này các bạn, chữ N, bạn đọc là thể chữ đờ nha. Rồi, chữ đờ nè. Còn ở à, cái từ focus các bạn, âm S nè, nên bạn đọc là âm T nè. Vậy thì bạn chọn thầy câu C nha. Rồi, chọn thầy câu C. À, xin chúc mừng bạn nào chọn câu C nha. Thầy thấy quá trời bạn luôn. Thầy sẽ qua câu số 3 các bạn nè. Ở trong câu số 3 này các bạn. Thì chỗ này bạn thấy rằng ở đây chính là âm âm i nha, rồi âm i thì bạn sẽ đọc như thế này, đó, rồi à, còn câu b các bạn, bạn đọc là drew có nghĩa rằng à, chính là âm i dài, còn câu này các bạn, bạn đọc là âm i dài nè, là hit, còn câu d các bạn, ở đây chính là ở appeal là hấp dẫn nè, ở đây bạn đọc thầy là âm i nè, à, xin chúc mừng bạn đã chọn câu a nhá, quá trời bạn xuất sắc luôn nha, bạn Bùi Văn Quân, bạn Khôi Nguyên và quá trời bạn luôn bạn ngọc bạn vũ hoàng bạn anh khôi ở ờ, các bạn rất là xuất sắc nha thầy xin nhắc lại nha trên bay của thầy có rất nhiều đề thi đó các bạn có thể tham khảo bạn làm một năm mới hết đó. rồi thầy like thêm để cho nó màu mỡ các bạn chứ trên đó nhiều lắm à, uh, b 2 dash c 1 bạn học hai quyển đó cũng hết năm mất tiêu rồi đó các bạn rồi vì vậy rằng thầy like uh, thêm để thầy bỏ lên và thầy like thì ít có thời gian cụ thể đó rất sorry các bạn thì cái chữ này các bạn Ở đây bạn nhấn trọng âm thầy vần 2 nha Ở đây chính là chữ miêu tả các bạn Và bạn có chữ order nè Trọng âm rơi vần 1 nè Âm o không bao giờ nhấn vào nó các bạn biết rồi nha Và chúng ta có cái từ A prevent Rồi trọng âm vần 2 nè Và bạn có từ advice Trọng âm vần 2 à, Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy câu B nha Đó chữ này trọng âm Rơi vần 1 các bạn nha Ờ, à, tiếp theo các bạn nè. Ở đây bạn có chữ ET nè. chữ quality nè. Đó, quality nè. Trọng âm phần 1 các bạn. Chữ này bạn có chữ Shine nè. Nhấn trước nó nha. Còn bạn có chữ ờ oh, khen ngợi các bạn, oh, compliment. Đó, nhấn trọng âm vần 1 cho thầy. Và cái từ năng lượng các bạn, ở đây bạn nhấn trọng âm phần 1 nha. Rồi, vậy thì bạn chọn thầy câu 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 B các bạn bởi vì trọng âm rơi vần hai nha thầy chúc mừng rất như bạn luôn nha rất là xuất sắc luôn à, câu tiếp theo các bạn ồ quá dễ luôn các bạn câu tiếp theo quá dễ luôn có it nè. À, nè rồi nhấn trước nó các bạn có sân nè rồi nhấn trước nó các bạn có sân ôi mừng quá chỉ ngoại trừ cái từ tivi các bạn nha rồi ở đây bạn nhấn trước nó nè rồi à, chữ này âm tiết thứ ba còn những chữ này âm tiết thứ tư Chọn thay cái chữ đoàn kết, các bạn nha. À, không chọn chữ tổ chức, sự xem xét, hoặc là sự quyết tâm. Chọn thay câu, câu này. Ôi, thầy thấy các bạn nhầm nha. Rồi, à, chúng ta đã xong câu số 6. À, các bạn nha, câu số 6 bạn. Thầy sẽ qua câu số 7. Thầy sẽ qua câu số 7 nha. Câu số 6 thầy thấy các bạn nhầm đó. Rồi, các bạn rất rất là giỏi luôn mà nhầm đó nha. Cẩn thận, cẩn thận. Ờ, câu số 7 các bạn. Thì ở trong câu này, các bạn để ý thầy nè. Ở đây chính là chữ gần nghĩa nhất. Các bạn nha, gần nghĩa nhất. Thì ở cái cuộc phỏng vấn các bạn, bạn nên tập trung vào cái mà ở cái người phỏng vấn đang hỏi, đang nói hoặc là đang hỏi bạn. Thì ở trong bốn câu này các bạn, ở các bạn có câu B nè, là liên quan, liên hệ với còn bạn có câu B á, hold up có nghĩa rằng uh, remain strong bạn nha. Có nghĩa rằng uh, duy trì cái sự khỏe mạnh nè, cái sự mạnh mẽ. Còn câu D các bạn, ở uh, đây chính là có kế hoạch cho. Ở đây bạn chọn câu A các bạn, bởi vì chữ này là tập trung vào nè. Đó, đó, chính là focus on các bạn nha. Rồi, chọn thầy câu A. Lý do là tập trung vào uh, các bạn nha. Tập trung vào. Nghĩa nó phù hợp Thì sẽ qua câu số 8 nha Câu số 8 Thì bạn có cái từ immediately các bạn Là ngay lập tức Thì một số bạn á, thì nhìn vô cái biết luôn Thì nếu mẹ của tôi bây giờ ở đây Thì bà ấy sẽ chuẩn bị cái bữa ăn sáng cho tôi ngay lập tức à, Xin chúc mừng bạn nào chọn thay cái từ ngay lập tức nha Chính là câu đề nè Còn câu này là currently là hiện nay các bạn nha còn câu B các bạn là ngay ở phía trước. Còn câu C các bạn là cựu là trước đây các bạn. Nên nó không hợp nghĩa nha. Còn ở trong câu số 9 các bạn nè. Ở trong câu số 9 thì ở một số bạn đoán nghĩa. Và các bạn hoàn toàn có thể làm đúng các bạn nha. Nếu bạn thấy cái chữ này nó nghĩa rất là khó. Bạn hoàn toàn có thể đoán được. Thì nếu cô ấy đã làm theo cái lời khuyên gì đó của tôi thì cô ấy sẽ không rơi vào ở cái tình trạng khó khăn vất vả bây giờ rồi nếu cô ấy không nếu cô ấy đã theo cái lời khuyên gì đó của tôi thì cô ấy sẽ không rơi vào cái tình trạng khó khăn gì đó như thế này ờ xin chúc mừng bạn nào đón nha rồi xin chúc mừng bạn nào đón bạn thấy cái từ sẵn lòng các bạn À, bỏ vào nó không hợp nghĩa các bạn và bạn thấy câu d nè cái từ hăng hái bỏ vào nó cũng chả hợp nghĩa thì thông thường ở à, câu b bạn không biết nghĩa và câu c bạn biết nghĩa là khôn ngoan bạn chọn câu c chúc mừng bạn bạn đã đoán đúng các bạn nha thì chữ này nó mang ý nghĩa là khôn ngoan các bạn còn cái chữ này các bạn là à, kiên định nè giữ vững lập trường ở đây là cái lời khuyên không ngoan các bạn nha. Rồi chọn thầy câu C nè. Câu số 9 chọn câu C các bạn nha. Chúc mừng quá trời bạn luôn. Thầy sẽ qua câu số 10 các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 10 nè. Thì một cái uh, thảm họa thiên nhiên là một sự kiện không có được mong đợi hoặc một cái sự kiện đột ngột các bạn. Đó, không được nghĩ tới trước. Uh, thông thường gây ra bởi thiên nhiên. Như là động đất hoặc là lũ lụt Rồi, Ở đây chính là cuộc phiêu lưu Cuộc phiêu lưu trật lất rồi Còn chữ này các bạn Là sự may mắn hoặc là cái món tiền Còn chữ này là bảo vệ các bạn Cũng chả đúng luôn Ở Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ Này nha Đây chính là thảm họa thiên nhiên Thầy chúc mừng rất rất nhiều bạn nha Ở Rất nhiều bạn Rất nhiều bạn Đã đúng câu này Ở Câu số 11 các bạn nha Ờ, cái gì đó bạn đã gọi cho tôi ờ, Tôi không biết cô ấy thì bệnh Thì ốm Thì căn cứ vào nghĩa câu này các bạn Nếu bạn không gọi tôi Tôi sẽ không biết là bạn ấy ốm Rồi nếu không là chữ nào ờ, Câu B ấy, là nếu không nhờ Nếu không nhờ Nhưng mà câu B thì bạn dịch nó hợp nghĩa Nhưng mà bất pho các bạn Nó không cộng với một cái mệnh đề Thì câu này hợp nghĩa nhưng sai ngữ pháp à, chúng ta bỏ nha còn câu b các bạn nè thì chỉ nếu à, câu này cũng không hợp về mặt ngữ pháp bởi vì bạn thấy only if đứng đầu thì phía sau các bạn người ta đảo ngữ nhưng mà ở đây là hai mệnh đề khác nhau thì chắc chắn là if rồi các bạn đây chữ once là đã từng hoặc là một lần cũng chả hợp nghĩa à, xin chúc mừng bạn nào chọn thầy câu a nè đây chính là nếu không các bạn rồi nếu không nha Đây chính là câu ít loại 2 nè Thầy sẽ qua câu số 12 nha Thầy sẽ qua câu số 12 các bạn Câu số 12 Thầy chúc mừng Ngọc Anh Khôi Khôi Nguyên Trung Bo và rất nhiều bạn nha Quá thì bạn luôn Thầy sẽ qua câu số 12 nè Nếu bạn muốn để mà uh, uh, Stay slim các bạn có nghĩa rằng nếu bạn muốn để mà duy trì ở cái vóc dáng người mảnh khảnh cân đối vừa vặn đẹp và khỏe mạnh thì bạn giảm số lượng thức ăn mà bạn ăn hàng ngày. Thì ở trong câu số 12 các bạn, ở đây á, thì một số bạn quan sát nè, ở cái chữ if thì bạn thấy chỗ này người ta dùng thì hiện tại nè. Thì ở đây á bạn nghĩ thì tương lai. Ờ nhưng mà bạn lưu ý nha, bạn lưu ý câu này các bạn. Ở trong câu này bạn chọn câu D nó không đúng các bạn nha. Câu D thì đúng về cấu trúc câu if các bạn Nhưng mà nó không đúng về ý nghĩa của cái câu này Thì đây chính là câu if loại 1 Nhưng mà câu if loại 1 Người ta vẫn được dùng cái từ SHOOT các bạn nha Hoặc là cái từ can Hoặc là cái từ may Và trong câu này các bạn Cái từ SHOOT của chúng ta nó hợp nghĩa hơn Nếu bạn muốn là duy trì cái dốc cái vóc dáng thon đẹp và khỏe mạnh thì bạn nên giảm số lượng ờ uh, ở ờ, cái thức ăn nhanh á, mà bạn ăn nha chọn, chọn thầy câu B các bạn không chọn câu D nha rồi à, chúng ta đã xong câu số 12 chúc mừng rất nhiều bạn nha thầy sẽ qua câu số 13 các bạn nè câu số 13 các bạn thì ở trong câu số 13 bạn quan sát nè à, chúng ta nên giới hạn số lượng của những cái túi nhựa đây các bạn à, chúng ta nên giới hạn cái số lượng của túi nhựa chúng ta có thể sử dụng túi giấy túi giấy thay vì túi nhựa thì nhờ câu này các bạn thì câu trả lời nào mà về no thì các bạn bỏ thầy nhờ cái câu này các bạn bỏ được hai cái câu mà không đồng ý vậy thì các bạn có cái câu đồng ý là hai câu này à, tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn À, vâng, chắc chắn rồi. Thì trong câu này các bạn, người ta dùng á là chúng ta nên làm cái chuyện này. Thì ở trong hai câu này đều là hai câu đồng ý nhưng mà xét về nghĩa ở các bạn chọn cái thầy cái câu này nó hay hơn nha. Có nghĩa rằng tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Còn câu D các bạn, nó sẽ mang ý nghĩa là vâng, chắc chắn rồi, cái chuyện mà bạn nói là là ngẫu nhiên rồi bạn không cần phải nói nữa. À, có nghĩa rằng câu D các bạn nghĩa nó không hay, các bạn nha, nghĩa nó không hay và nó không phù hợp bằng câu C. À, chúng ta sẽ chọn cái câu nghĩa phù hợp nhất, các bạn nha. Mình đồng ý với bạn cái chuyện này và chúng ta có thể sử dụng các bạn. Rồi chọn thầy cái câu C các bạn nha. Còn câu D nghĩa à, nó hơi nó hơi nghĩa negative một xíu các bạn nha, hơi negative một xíu chọn thầy câu c. À, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo bạn nha câu số 14. thì trong cái mùa hè này các bạn trường học của chúng tôi sẽ sớm sẵn sàng nè để cái gì đó ứng cử viên cho những khóa học mới. thì bạn dịch câu số 14 ra à, bạn đoán được ở cái chữ mà chúng ta cần điền á là cái chữ à, không phải là cái từ liên quan các bạn nha liên quan dính líu nè chả đúng các bạn Còn cái chữ này á là gợi nhớ lại Nó cũng chả phù hợp các bạn Còn ở câu D á Cái từ make là làm Cũng chả phù hợp Thì ở đây các bạn chọn thấy cái từ enroll Ở à, chính là ghi danh các bạn Rồi nó đi với chữ for luôn nè For something nè Thì trong mùa hè này Trường của chúng tôi sẽ sớm sẵn sàng để mà ghi danh những ứng cử viên cho cái khóa học mới các bạn chọn thầy cái từ enroll nha Cơ bản rằng nó hợp nghĩa các bạn Thầy sẽ qua câu số tiếp theo các bạn nè Thầy sẽ qua câu số 15 nha Thầy chúc mừng rất nhiều bạn luôn Thì thanh tra các bạn Đang suy nghĩ Rất là vất vả Đó, à, Đang suy nghĩ rất là chăm chỉ các bạn Có nghĩa rằng suy nghĩ Rất là vất vả à, Nát óc luôn Thì thanh tra đang suy nghĩ Nát óc về cái vụ mưu sát giết người khi mà ông ấy đột ngột rằng ông ấy đang đi theo hướng sai đó tóm lại rằng các bạn ở trong câu này á mình hay gọi một cái câu là ở cái chuyện đang xảy ra thì một chuyện khác nó chen vào và ở đây đặc biệt là bạn thấy cái từ quen nè có nghĩa rằng ông này ông đang suy nghĩ thì một tia sáng lóe lên một cái đó, nó đột ngột nó chen vào. Thì thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy cái thì quá khứ đơn nha. Đó, khi mà ông ấy đột ngột nhận ra rằng ở đây bạn chọn thầy cái từ uh, realize ở các bạn nha. Là câu D nè. Đó, chọn thầy câu D. Ờ, uh, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn câu D nha. Chúng ta sẽ qua câu số 16 bạn nè. Quá trời bạn nha. Thầy thấy quá trời bạn luôn. Thì ở trong câu số 16 này các bạn Trong bốn câu này nó chỉ khác nhau về cái giới từ đứng đầu các bạn nha đó vậy thì các bạn xác định cho thầy cái giới từ đứng đầu nè ở căn cứ vào cái động từ này nha đó căn cứ vào động từ này thì thầy dịch nè ở những cái người phụ nữ hoặc là những quý bà cái người mà chúng tôi đang nói về các bạn nha đang nói về hoặc là đang nói với đang nói với thì bạn chọn thầy cái từ tu còn nếu mà đang nói về đó thì các bạn chọn là chữ ở bao cái chữ ở bao người ta đưa ở dưới lên trên đây ta bỏ lên đây các bạn để người ta làm cho cái câu của chúng ta nó formal hơn các bạn nha nó trang trọng hơn à, tóm lại rằng bạn chọn thầy câu đề các bạn nha cái từ ở bao nó đi cùng với chữ talk và ở phía sau mình lôi lên bên trên để làm cho câu chúng ta formal hơn các bạn nha Thầy sẽ qua câu số 17 các bạn nha Thì thật vậy các bạn Tôi không biết tại sao Ở cái gì đó Cái buổi sinh nhật của tôi Tối hôm qua Thì ở trong câu số 17 nè Bạn quan sát ở thầy Các bạn lưu ý nha Trong câu này các bạn Không có dấu chấm hỏi Trong câu này không có dấu chấm hỏi Vậy thì câu nào là câu hỏi Thầy sẽ bỏ nè Thầy bỏ câu A Bởi vì nó là câu hỏi Thầy bỏ câu D. Bởi vì nó câu hỏi các bạn. Đó. Uh, can you tell me who they are? Chứ không phải là can you tell me uh, who are they? Hỏi là hỏi cái khúc trước các bạn. Là can you tell me. Còn khúc sau là không hỏi. Nhưng mà trong câu này chả phải câu hỏi các bạn nha. Chả phải câu hỏi. Ở tóm lại chỉ có câu C là thì hiện tại. Còn câu D là thì quá khứ. Thì ở đây các bạn chọn thầy thì quá khứ nè. Ở đây các bạn chọn thầy thị quá khứ nha. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn câu B. Lý do chúng ta chọn quá khứ. Bởi vì có cái từ last night nè. Hiện tại tôi không biết cái chuyện trong quá khứ. Bình thường các bạn nha. Chỗ này ta dùng hiện tại nè. À, khúc sau dùng quá khứ là bình thường thôi. Hiện tại tôi không biết cái chuyện trong quá khứ. Thầy sẽ qua câu số 18 nha. Câu số 18 quá. Thì ở trong câu số 18 này. ở bạn quan sát nè bạn quan sát các bạn nè. Thì cô ấy chưa bao giờ đi chơi với người bạn vào ban đêm phải không? Rồi, đây chính là câu hỏi các bạn. Ở à, đây chính là cái trường hợp gọi là câu hỏi đuôi. Mà câu hỏi đuôi nè, bạn thấy nè, chỗ đang chữ never nè. Rồi, có chữ never thì thầy bỏ câu B, thầy bỏ câu D, bởi vì phía trước là phủ định thì phía sau thầy không có dùng cái phủ định nữa. Thầy chỉ còn câu A và câu C. Và thầy chọn câu A Lý do rất đơn giản các bạn Chỗ này người ta dùng trợ động từ Của thì hiện tại hoàn thành Rồi thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha Bây giờ các bạn Chúng ta sẽ qua phần work form Các bạn nè Chúng ta sẽ qua phần work form nha Thì phần work form này à, Bạn sẽ viết như thế nào nha Đây Câu số 1 Rõ ràng rằng bạn cần một cái danh từ Các bạn ha Nhìn vô phát Cái cấu trúc này gặp quá luôn luôn uh, have gì đó an have a good impression on mac mac trong trường hợp này ta dùng cái từ left uh, tóm lại chọn thành cái từ impression đó. để lại ấn tượng tốt các bạn nha và uh, chúng ta cần cái danh từ bởi vì chữ này chữ tính từ nè uh, rõ ràng đây chỉ là một cái danh từ và uh, cái câu này nó quá quá dễ luôn bạn ha thầy chắc là, là các bạn không sai chữ nào trong những câu ở dưới đây ở câu số 20 các bạn, ở trong câu số 20, thì chúng tôi thích chiếc xe này bởi vì nó thì thông minh và gì đó các bạn. Ở câu số 19 nè, cái hành động anh hùng của anh ấy đã để lại một cái ấn tượng sâu sắc lên tôi. Chúng tôi thích chiếc xe này bởi vì nó thông minh và tiết kiệm các bạn nha. Rồi, xin chúc mừng bạn nào chọn thành cái từ tiết kiệm nè, economy nè. Đó. Chọn thầy cái từ tiết kiệm Và bạn chọn thầy cái từ tính từ nha Thì chỗ này bạn thấy nè Tính từ Chỗ này các bạn Tính từ đó. Xin chúc mừng bạn ở Rất nhiều bạn luôn nha ở Khánh Di, Khôi Nguyên, Minh Quang Vân uh, vân nha Ngọc và rất nhiều bạn luôn Bùi Văn Quân, Phương Nguyên nè Thầy sẽ qua câu số 21 nha Nó thì cái gì đó các bạn Để sử dụng tiền từ thiện cho mục đích cá nhân. Chắc chắn câu này là tính từ các bạn, là tính từ. Người ta đã cho các bạn cái từ này là tính từ các bạn, nhưng mà ở đây các bạn cần cho thầy một cái tính từ mà mang ý nghĩa là không có đạo đức các bạn nha. Rồi, cái từ ethic vừa tính vừa danh. Thì ở đây các bạn cần cho thầy một cái tính từ mang ý nghĩa là không có đạo đức À xin chúc mừng bạn là chọn chữ này nha. Đây các bạn, ở à, cái từ là in nè, a t cồ nè. Đó, đây chính là tính từ. À không có đạo đức các bạn nha. Thầy xin nhắc lại các bạn nha, ở trên kênh YouTube của thầy nhiều tài liệu lắm các bạn nha. Tập 1, tập 2, tập 3, 4, 5, 100 đề chuyên nè, DSB1B2C1C2 nè, ngàn câu viết câu đối nghĩa xong luôn rồi, ngàn cuộc form xong rồi nè và rất nhiều chuyên đề trên đó nha. Bạn làm mấy năm không hết thầy chắc với các bạn luôn đó nha. Quá trời đó. Đó, thầy like thêm để hỗ trợ tốt cho các bạn. Trên đó đủ để các bạn tỏa sáng các bạn nha. Rất nhiều anh chị đã đi thi về báo với thầy các bạn nha. Là câu số hai các bạn. Cough thì bình tĩnh các bạn. Chụp tấm hình khi mà cái con gấu lớn một cách kinh ngạc. Đi bộ về hướng xe hơi thì nó là cái trải nghiệm kinh hoàng nhất ở trong câu này các bạn. Một số bạn nè, ở quan sát cái từ ba, ở đây chính là một cái danh từ. thì trước danh từ người ta dùng tính từ nè. đó, trước danh từ là dùng tính từ. thì một số bạn á rất là phân vân chỗ này sẽ dùng tính từ hay là trạng từ, bởi vì trước danh từ các bạn được dùng mười cái tính từ cũng chả sao? trong trường hợp này các bạn quan sát ở thầy cái gì ngạc nhiên. Không phải con gấu ngạc nhiên các bạn mà là lớn một cách kinh ngạc. Có nghĩa rằng cái từ mà bạn cần bổ nghĩa đó là bổ nghĩa cho tính từ. Và nếu bổ nghĩa cho tính từ thì bạn dùng trạng từ, còn bổ nghĩa cho danh từ thì bạn dùng tính từ. Ở đây bổ nghĩa cho cái từ lớn một cách kinh ngạc. Có nghĩa rằng bạn cần cho thầy một cái trạng từ các bạn nha. Chúng ta cần trạng từ bởi vì bổ nghĩa tính từ con gấu lớn một cách kinh ngạc chứ không phải là con gấu lớn và con gấu kinh ngạc các bạn nha chứ không phải là con gấu lớn kinh ngạc ở đây con gấu lớn một cách kinh ngạc xin chúc mừng bạn đã chọn thầy cái từ astonishingly nè đó nói dài dòng cuối cùng chọn thành cái từ trạng từ các bạn nha thầy sẽ qua câu số 23 các bạn đây bạn đã trả 25 đô cho một bữa ăn cực kỳ đơn giản luôn họ chắc chắn là cái gì đó bạn nè bạn đi bạn nên đi trở lại vào phàn nàn thì ý câu này các bạn người ta muốn nói rằng họ chắc chắn đã tính tiền nhiều họ tính tiền quá nhiều cho bạn bạn nên đi trở lại và phàn nàn xin chúc mừng bạn nào chọn thầy một cái động từ nha một cái động từ mang ý nghĩa là tính tiền quá nhiều đấy các bạn ở các bạn có cái từ là overcharge nè đó và ở đây thì các bạn thêm ed vào thầy bởi vì chỗ này bạn có chữ hết các bạn nè đó thì chỗ này bạn chọn thầy cái cái này nha đó tính tiền quá nhiều bạn nên trở lại và phải nàn thì cái đề này các bạn cái đề này á nó ngắn lắm các bạn có 50 câu à đó bữa sau thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn 50 câu tiếp theo rạc rạc là xong luôn các bạn hai buổi là xong đó, mai thầy sẽ live cái đề quản trị, chắc là mai quản trị. Đó, yên tâm thầy sẽ xong cái đề này sớm trước trong tháng 5 cho bạn. Chuẩn bị tốt để đi thi nha. Thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thầy xin nhắc lại đó, à, các bạn muốn mà làm thêm lên trên thầy của thầy tải về mà làm nhiều đề thi lắm, thầy like thêm để cho nó xin trò thôi. Thầy cảm ơn rất nhiều bạn nha. Thầy cảm ơn bạn Khôi Nguyên nè. Uh, bạn Anh Khôi, bạn Minh Quang, bạn Vũ Ngọc, bạn Khánh Di nha Và rất nhiều bạn nha Bạn Trung Bo nè uh, Bạn Bùi Văn Quân nè Và rất nhiều bạn luôn Cảm ơn các bạn Và thầy xin hẹn gặp các bạn vào buổi tiếp theo nha Thầy chào Khôi Nguyên nha Đồ, Thầy chào Khôi Nguyên Thầy chào tất cả các bạn nha